Ơi, chào mọi người đã quay lại với channel của Tiên. Và ngày hôm nay Tiên đã quay trở lại với mọi người cùng với một video mới. Video ngày hôm nay sẽ là một video chia sẻ về các sản phẩm skincare cho rất là nhiều các loại da khác nhau, da dầu, da khô, da có lỗ chân lông to, cũng như là rất là nhiều các loại da mà các bạn có thể tham khảo những cái sản phẩm kem dưỡng ngày hôm nay mà Tiên muốn chia sẻ đến với mọi người. Tại vì thường thường thì Tiên chỉ làm riêng cho loại da của Tiên thôi, mà hôm nay Tiên sẽ làm luôn cho tất cả các loại da khác nhau, cho nên là mong mọi người sẽ thích video này nha. Thì ngày hôm nay Tiên có kết hợp cùng với lại Beauty Box để chia sẻ cho mọi người 5 cái sản phẩm kem dưỡng, cũng như là cái sản phẩm có tính chất và treatment dành riêng cho những cái loại da khác nhau. Và Beauty Box thì hiện tại đang có một cái chiến dịch gọi là Beauty Box Choice, và ngày hôm nay Tiên là một người đại diện cho category Derma sẽ chọn ra top 5 sản phẩm. Top 5 nha, có nghĩa là có top 20 lận, nhưng mà Tiên và cùng với các anh chị expert trong Beauty Box đã chọn ra 5 sản phẩm top 5 của Beauty Box và muốn giới thiệu cho mọi người ngày hôm nay. Và ok, bây giờ Tiên sẽ bắt đầu với lại sản phẩm đầu tiên nha. Ok, là sản phẩm đầu tiên là một sản phẩm không cần phải nói nhiều nữa. Tiên đã giới thiệu cái sản phẩm này rất là nhiều ở trên channel của Tiên rồi, đó chính là cái Cica Plus B5 này của La Roche-Posay. Nhiều các bạn cũng đã hỏi là chị ơi, chị xài kem dưỡng gì vậy? Thì đây là một cái loại kem dưỡng dành rất là phù hợp dành cho loại da của Tiên. Tiên là một loại da hồi xưa là hỗn hợp thiên khô, nhưng mà trong dạo gần đây thì nó là da khô luôn rồi, cho nên là đây là một cái sản phẩm phải nói là cứu rỗi cuộc đời của Tiên luôn mọi người. Cái thời mà da Tiên bong tróc, mọi người không hiểu là nó xấu tới cái mức nào đâu, mà bây giờ mọi người thấy không, không còn bị bong tróc mà da rất là mịn luôn. Có nghĩa là các bạn dạo này gần có hay hỏi Tiên là trời, dạo này skincare Tiên xài cái gì mà tốt quá, thì đó là cho dành cho những bạn nào da khô. Thì Liên Tiên highly recommend sản phẩm này là Cica Plus này của La Roche-Posay nha. Cái texture của nó thì là nó khá là đặc, tại vì nó dành riêng cho những bạn có da khô, cho nên là cái texture nó rất là đặc, cho nên là các bạn chỉ cần xài một lượng nhỏ thôi, và là bút kem dưỡng cuối cùng thì các bạn chỉ cần cho sản phẩm này lên là Tiên show với mọi người 2 tuần sau khi mọi người xài sử dụng sản phẩm này xong, mọi người sẽ thấy da các bạn khắc phục hơn rất là nhiều luôn. Hồi xưa có một thời gian mà Tiên make up mà da Tiên nó khô mà nó bong tróc gì nè, mọi người nhìn rất là ghê luôn. Nhưng mà sau khi sử dụng sản phẩm này, Tiên phải thấy là thốt lên là trời ơi, quá tuyệt vời luôn á. Thật sự nó sẽ có 5% pentanol cộng với maragasosai, rất là phù hợp với những bạn nào có làn da nhạy cảm luôn nha. Đồng thời là nó có antibacterial và nó rất là soothing cho làn da nữa, cho nên là bạn nào mà có da bong tróc hoặc là da hơi mẫn một chút thì Tiên highly recommend sản phẩm La Roche-Posay này nha. Tiếp theo là một sản phẩm đến từ nhà Bioderma. Đây là một cái combo dưỡng da bao gồm có lotion, có cream và có kem lót, là có 3 sản phẩm luôn mọi người, là đều là dùng ban ngày hết. Thì Tiên sẽ mở ra xem bên trong này nha. Đây, đầu tiên thì chúng ta có Matte Control. Đây là một bộ sản phẩm dành riêng cho những bạn nào có làn da dầu. Tất cả sản phẩm ngày hôm nay cũng đang có ưu đãi rất là nhiều ở trên website, cho nên mọi người có thể lên tham khảo luôn. Cái thứ hai là cái này, Pore Refiner, xe khích lỗ chân lông dành cho da hỗn hợp và da dầu. Rồi, và cuối cùng là một cái lotion cho mọi người luôn. Đó, thì đây là một cái combo dành riêng cho các bạn da dầu nè. Một combo dành riêng cho mọi người da dầu. Ok, cái đầu tiên trên tay Tiên đây là một sản phẩm dung dịch cân bằng bã nhờn, độ ẩm, độ pH và giảm mụn luôn. Đây là cái sản phẩm lotion. Cái thứ hai là cái matte control này, Tiên sẽ mở ra luôn nha. Đây, cái matte control này là một cái kem dưỡng kiểm soát bóng dầu, dưỡng ẩm và làm mịn da. Có nghĩa là nó vừa làm mịn da, kiểm soát bã nhờn trên da mặt của mọi người, và cũng như là dưỡng ẩm luôn. Có nghĩa là bạn nào mà có thiếu ẩm mà da dầu thì Tiên highly recommend sản phẩm này nha. Và cuối cùng trong cái bộ này thì nó sẽ có một cái kem lót xe nhỏ lỗ chân lông và kiểm soát bã nhờn luôn. Đó, cho nên đây là một bộ dưỡng da mọi người có thể tham khảo với giá rất là hời nha. Ta-da!
Tiếp theo là một sản phẩm cực kỳ nổi tiếng từ nhà COSRX. Nếu mọi người nào chưa biết nhà COSRX thì các bạn này là chuyên về những cái sản phẩm skincare của Derma và là của skincare science luôn, là hóa học. Thì Tiên sẽ mở ra cho mọi người xem. Đây là một cái tẩy tế bào chết cực kỳ đình đám của nhà COSRX luôn. Và cái liquid này nè, nó sẽ giúp cho các bạn tẩy được những cái bã nhờn trên da nè, và đồng thời là cấp ẩm chuyên sâu cho làn da, cũng như là các bạn có thể tẩy hết những cái bụi bẩn này nọ chuyên sâu, rất là sâu, sạch sâu cho làn da của mọi người luôn. Thì đây là một cái sản phẩm mà Tiên đã biết đến từ khi Tiên ở Mỹ rồi. Tại vì từ khi Tiên ở Mỹ là Tiên có nghe tới COSRX rồi, và cũng có sử dụng qua rất là nhiều sản phẩm từ nhà COSRX. Ví dụ như là cái dòng Snail Tiên cũng đã sử dụng qua rồi, và là một cái dòng rất là hero, bán rất là chạy của COSRX luôn. Thì đây là một cái sản phẩm sẽ dành cho các bạn nào có những cái mụn đầu đen nhiều, mụn đầu đen ở đây, cũng như là những bạn nào muốn xe khích lỗ chân lông và có nhiều mụn đầu đen, thì đây là một cái sản phẩm Tiên highly recommend cho mọi người luôn nha. Cái này thì cách sử dụng rất là đơn giản. Sau khi các bạn rửa mặt xong, các bạn lấy một cái bút cotton bud, các bạn thấm vô. Tiên sẽ cho mọi người xem cái texture nó như thế nào nha. Đó, nó như là nó giống là toner vậy mọi người. Nó cũng mùi cũng khá là dễ chịu. Thì nó cũng giống như là toner, một cái dạng toner thôi, nhưng mà nó dành riêng cho những bạn nào mà có lỗ chân lông to, và những bạn nào có mụn đầu đen rất là nhiều, thì đây là một cái sản phẩm hoàn toàn phù hợp với mọi người luôn. Nó có độ pH từ 3.5 đến 4, cho nên là rất phù hợp. Cho nên là nó sẽ làm cái môi trường để pHA hoạt động trong cái môi trường rất rất là tốt. Cho nên là bạn nào mà có lỗ chân lông to hoặc là có mụn đầu đen thì mọi người hãy tham khảo thử sản phẩm này nha. Nãy giờ mình đã nói qua da khô rồi, mình nói qua da dầu rồi, mình nói qua da có mụn đầu đen nhiều rồi, thì bây giờ mình sẽ nói qua da lão hóa. Đây là một em serum thần thánh nhất của nhà The Face Shop, đó chính là Dr. Belmer Red Retinol. Pro Retinol, đây là một sản phẩm phải nói là bán chạy nhất hiện tại của The Face Shop, và cũng đang được quảng bá rất rất là nhiều trên truyền thông. Các bạn có thể thấy được, đi đâu cũng sẽ thấy con Dr. Belmer màu đỏ này, đúng không? Thành phần chính của sản phẩm này nó sẽ có là Pro Retinol nè, keo ong đỏ và ceramide. Ba cái thành phần này thì nó sẽ giúp cho ngăn ngừa lão hóa trên bề mặt da của mọi người. Làn da của các bạn sẽ trở nên trắng mịn sau 4 tuần sử dụng. Các bạn sẽ thấy cái độ trẻ hóa của làn da nó sẽ thấy rất là rõ rệt trong một tháng các bạn sử dụng sản phẩm này. Thì đây là một cái sản phẩm mà phải nói là những cái bạn nào đang cuối 20 mấy đến 30 mấy thì các chị có thể tham khảo thử cái sản phẩm này. Thật ra đối với độ tuổi của Tiên là 24 tuổi là cũng phải sử dụng những cái sản phẩm chống lão hóa rồi, để sử dụng càng sớm thì nó sẽ càng tốt cho Tiên sau này. Làn da nó sẽ trẻ hóa lâu dài hơn. Cho nên là đây là một cái sản phẩm cực kỳ nổi tiếng của nhà The Face Shop, dành riêng cho các bạn nào da. Đây, cái texture mọi người sẽ thấy. Đó, mọi người sẽ thấy cái texture đúng không? Nó thấm rất là nhanh nha mọi người. Mùi cũng rất là dễ chịu luôn. Thì các bạn nào mà da, nói chung là da da lão hóa và da có nếp nhăn, bắt đầu xuất hiện nếp nhăn rồi, thì mọi người hãy tham khảo sản phẩm Pro Retinol này của The Face Shop nha. Tiên biết được là sản phẩm này đang rất rất là tốt luôn mọi người. Và hiện tại đang có những cái ưu đãi cực kỳ hấp dẫn ở trên Beauty Box website, cho nên là mọi người hãy lên và mọi người sẽ xem thử nha. Thì sản phẩm cuối cùng ngày hôm nay trong cái top 5 mà Tiên đã ngồi pick ra cùng với các expert của Beauty Box là một sản phẩm tái tạo lại da, cải thiện làn da một cách rất là nhanh chóng. Thì cái nhãn hàng này cũng không có gì là quá xa lạ với mọi người rồi. Đây là một cái nhãn hàng phải gọi là hot hit cho những bạn nào muốn thay da nhanh nhất. Các bạn nào muốn da mình nó lột xác hơn, nó trắng, nó đẹp hơn, nó lung linh hơn, thì mọi người sẽ không thể nào không biết đến nhãn Power Choice. Đây là một nhãn hàng phải nói là rất là đình đám từ ở Việt Nam đến nước ngoài luôn, và được các bạn trẻ rất rất là yêu thích. Sản phẩm này là một sản phẩm Skin Perfecting Exfoliate
dành riêng cho những bạn nào có muốn tái tạo làn da, muốn tẩy những cái tế bào chết ở trên bề mặt da đi. Sản phẩm này có chứa 25% AHA và 2% BHA nha mọi người. Và đây là một cái dành riêng cho all skin type luôn, có nghĩa là da nào cũng có thể sử dụng được. Với 25% AHA thì nó sẽ giúp là tái tạo làn da cũng như tẩy cái lớp tế bào chết đi. Và đối với 2% BHA thì nó sẽ làm thông thoáng lỗ chân lông cũng như là kháng viêm cho mọi người luôn. Thì đây là một cái sản phẩm với công dụng nè, sản phẩm thay da sinh học có chứa phức hợp AHA và BHA ở nồng độ cao. Và đồng thời thì những cái sản phẩm của Polar Choice á, thì Tiên khuyên luôn là bạn nào phải có da khá là khỏe thì nên sử dụng Polar Choice. Tại vì những bạn nào mà có da yếu hơn và cái da hay dễ dị ứng hay mẫn cảm thì Tiên khuyên không nên sử dụng Polar Choice, tại vì nó có thể gây hơi chăm chích một chút và da của các bạn sẽ bị hơi mẫn đỏ. Thì cái sản phẩm của Polar Choice này á, là một cái sản phẩm mà mọi người chỉ sử dụng một lần một tuần thôi nha. Nó là sản phẩm mà thay da sinh học, cho nên là mọi người sẽ bôi lên da và sau đó mọi người đợi tầm 10 phút và mọi người rửa lại với nước. Chứ mọi người không có, này không phải là kem dưỡng nha mọi người, nó là một cái treatment, cho nên là mọi người chỉ sử dụng một lần một tuần thôi, nhớ cho Tiên nha. Một lần một tuần thì sau đó da của các bạn sẽ cảm thấy như nó sẽ thay được cái lớp sần ở trên da trong vòng 2 đến 4 tuần sử dụng nha. Tiên thấy bạn Tiên xài Polar Choice rất nhiều nha, tại vì da các bạn rất khỏe. Và khi mà bị một cái vấn đề gì với da mà khi các bạn xài Polar Choice xong là Tiên thấy tầm 2 tuần sau là da các bạn khắc phục hơn hẳn luôn. Những cái bạn mà có da tự nhiên sần xùi gì mọi người, xài trong vòng 2 tuần nha, lột hết cái đống da, lột hết cái bề mặt da rất là xấu, rất là sần xùi đó và thay bằng một cái lớp da rất là mới, rất là mịn và mướt luôn. Cho nên là ai có những cái làn da healthy hơn, những cái làn da khỏe hơn thì Tiên highly recommend sản phẩm Polar Choice này. Còn bạn nào mà có da khô, dễ bong chóc cũng như là rất là dễ dị ứng thì đây, vị cứu tinh cuộc đời Tiên, quay lại vị cứu tinh cuộc đời của Tiên đây mọi người, là Rose Porcher. Mọi người có thể thấy là trong tất cả cái video skincare hay là trong tất cả cái video vlog, các bạn đều thấy Tiên sử dụng sản phẩm này. Vì thật sự Tiên không biết là Tiên mua bao nhiêu tiếp này rồi, nhưng mà nó là một vị cứu tinh, cho nên là Tiên không thể nào không bỏ vô top 5. Chắc chắn là Tiên phải bỏ vô top 5 cùng với anh chị trong Beauty Box rồi. Đó là 5 sản phẩm Beauty Box Choice Category The Ma mà Tiên muốn mang lại đến cho mọi người. Thì Tiên mong là sau cái video này các bạn sẽ có thêm những cái kiến thức về sản phẩm nào phù hợp cho làn da nào, da khô có, da dầu có, da có lỗ chân lông có, da dễ viêm có luôn. Tất cả mọi thứ sẽ nằm trong những cái sản phẩm ngày hôm nay. Và tất cả những cái sản phẩm ngày hôm nay Tiên sẽ link ở dưới description box cho mọi người nha. Và nếu mọi người muốn sở hữu những cái sản phẩm này thì mọi người hãy nhập code, thêm cái code Tiên Lê nữa để mọi người được giảm thêm 70.000 cho những đơn hàng từ 350.000 nha. Nó sẽ áp dụng trên cả khuyến mãi luôn, cho nên là nếu cái sản phẩm này có giảm 50% đi nữa, các bạn chập code của Tiên vô vẫn được giảm thêm nha mọi người. Ok, cảm ơn mọi người rất là nhiều đã ngày hôm nay ngồi xuống mà nghe Tiên chia sẻ những cái sản phẩm skincare dành cho tất cả các loại da này. Và nếu mọi người có những suggest gì cho những video tới thì mọi người hãy comment cho Tiên biết. Và cảm ơn mọi người, hẹn gặp lại mọi người trong video tiếp theo. Bye bye.